năm Mậu Tuất 2018 được coi là năm đẹp để sinh con. Theo tướng số tử vi, tuổi Tuất có lá số rất tốt nên cả đời ấm no. Trẻ sinh vào năm này đa phần là thông minh lanh lợi, phú quý song toàn. Nếu gặp được người tương trợ thì như diều gặp gió. Tuổi Mậu Tuất hoàn toàn sung sướng vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận. Phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Chính vì vậy, nhiều gia đình đang lên kế hoạch để sanh cuốn con trong năm nay. Vậy làm thế nào để dễ thụ thai và kịp đón cuốn trong năm 2018? Dưới đây là một vài lưu ý và phương pháp để giúp bố mẹ thực hiện ước muốn của mình. Thiết lập chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Khoa học đã chứng minh người có thân hình cân đối, không thừa hay thiếu cân thì tỷ lệ thụ thai thành công sẽ cao hơn. Chính vì vậy, nếu muốn sinh con trong năm 2018, cả hai vợ chồng bạn hãy thiết lập một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng cộng thêm tập luyện thể dục thể thao đều đặn để có thân hình hoàn hảo, sẵn sàng cho việc thụ thai. Ngoài ra, những thói quen xấu như thức khuya dậy muộn hay thường xuyên uống rượu bia, sử dụng chất kích thích cũng làm giảm bớt khả năng thụ thai thành công nên hai vợ chồng cần bỏ ngay. Làm chuyện ấy đều đặn 3 lần trên tuần, quan hệ tình dục đều đặn là cách tốt nhất để giúp thụ thai nhanh chóng. Nhiều cặp vợ chồng thường xuyên cố gắng quan hệ trong thời gian rụng trứng để thụ thai nhanh. Tuy nhiên, vì phụ nữ thường không đoán chính xác thời gian rụng trứng của họ nên quan hệ 3 lần trong một tuần sẽ giúp tăng khả năng thụ thai. Mẹ bầu có thể sử dụng que thử rụng trứng để theo dõi ngày rụng trứng và chọn thời gian làm chuyện ấy dễ có thai nhất. Ảnh minh họa, quan hệ tình dục trước và trong thời điểm rụng trứng. Theo các chuyên gia, trứng sẽ sống khoảng 24 tiếng sau khi rụng. Trái lại, tinh trùng sẽ sống được trong môi trường tử cung từ 3 đến 5 ngày. Điều này đã giải thích tại sao quan hệ 2-3 lần trước khi trứng rụng sẽ tăng cơ hội thụ thai cao hơn. Đừng đợi cho đến khi trứng rụng mới quan hệ. Để tính ngày rụng trứng chính xác nhất, bạn có thể sử dụng que thử rụng trứng. Yêu, đúng tư thế, bất kỳ tư thế yêu nào cũng có thể giúp thụ thai. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, có một vài tư thế giúp tăng khả năng trúng đích như tư thế truyền thống, quan hệ từ phía sau, vợ nâng cao mông hoặc tư thế nằm ôm nhau. Ngoài ra, sau khi quan hệ, người nữ nên nằm nghỉ ngơi, thư giãn tại chỗ 10-15 phút trong tư thế nằm nghiêng, kết hợp việc kê một chiếc gối ngay dưới hông để tinh trùng ở lại trong âm đạo lâu hơn và dễ dàng thâm nhập vào cổ tử cung. Tâm lý thoải mái khi yêu sẽ giúp hai vợ chồng thăng hoa và dễ thụ thai hơn. Ảnh minh họa, hoàn toàn thoải mái khi yêu. Nhiều cặp đôi gặp sức ép quan hệ để thai nên không thể tận hưởng cuộc yêu một cách thoải mái. Việc làm này lâu dần làm mất khoái cảm tình dục ở cả hai vợ chồng. Thực hiện chuyện ấy như là nghĩa vụ cũng khiến giảm khả năng thụ thai. Thay vì đó, cả hai cần thả lỏng cơ thể, tạo không gian yêu lãng mạn để đánh thức cảm xúc và đem đến sự thăng hoa trong chuyện chăn gối. Lớn hơn xem tiếp, sinh con năm 2018, chọn tháng nào tốt nhất. Chuyên mục Bà Bầu, nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai. Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babaoa@aver.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia. Theo mình anh, tờ trên hết.